Sâu bên trong đường ruột của Bin có một lâu đài, nơi chiếm giữ bởi ông vua hại khuẩn, người cai trị đám hại khuẩn xấu xa chuyên đi làm hại đường ruột của con người. Lần này bọn dân Kun sẽ dập bẫy của ta. Mọi người hãy cẩn thận, theo sát bố nha, có dấu hiệu của hại khuẩn kia. Theo hiệu lệnh của bố, tất cả xông lên. Tới lượt mẹ. Hãy xem tuyệt chiêu của Mr. Yakunta đây. Để chị tiếp chiêu nào. Em tham gia với. Chạy mau, chạy mau tụi bay ơi, chạy mau. Có hại khuẩn bỏ chạy kìa, cả nhà mau đuổi theo. Chạy mau tụi bay ơi, chạy mau tụi bay ơi. Đuổi theo, không cho bọn chúng thoát. Đây là lâu đài của đám hại khuẩn sao? Các người đã mất bẫy rồi, chuẩn bị nộp mạng đi. Hại khuẩn đâu? Mau cho bọn nhà Kun nếm mùi lợi hại nào. Tên vua hại khuẩn này không phải dạng vừa đâu. Cả nhà hãy cùng bố hợp sức lại nào. Cái gì thế này? Tao không thể thất bại được. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Hãy cùng nhau đến đường ruột khác để tiêu diệt hại khuẩn thôi. Chiến thắng hại khuẩn cùng gia đình Yakun.